Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào buổi sáng. Không biết là mọi người có thấy live stream của Huyền không ạ? Nếu mọi người thấy thì mọi người hãy comment nha. Và Huyền thì đang trên đường đến công ty. Và hôm nay là ngày đầu tiên trong trong một thử thách mà Huyền tự đặt ra cho bản thân, đó là mỗi ngày tôi học được điều gì. Tức là mỗi ngày Huyền sẽ học một điều gì đó từ sách, từ cuộc sống, từ những chuyện mình đã trải nghiệm, và Huyền sẽ chia sẻ cái điều đó cho mọi người trên đường mà Huyền đến công ty đi làm. Tại vì thực ra là muốn làm cái điều này rất là lâu rồi, nhưng mà thực sự là không hề có thời gian. Và thời gian rảnh nhất là Huyền trên xe đến công ty. Tại vì mỗi lần như thế là Huyền sẽ làm được rất là nhiều việc. Nào là make up này, rồi là suy ngẫm này, nghe sách nói này, nghe nhạc này. Thì bây giờ là trong chuỗi thử thách là mỗi ngày tôi học được điều gì. Mỗi ngày Huyền sẽ chia sẻ những cái bí tip, những cái bí quyết, những cái mà Huyền cảm thấy rất là hay và ứng dụng được cho bản thân Huyền, và Huyền tin là nó tốt cho tất cả mọi người. Cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn Hạnh Cao. Và cái này thì Huyền không báo trước với tất cả mọi người. Huyền nghĩ là ai hữu duyên thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Ngày hôm nay thì Huyền muốn chia sẻ hai điều mà Huyền đã được học trong ngày hôm nay. Đó là điều thứ nhất là về cái việc giao quyền. Nhiều người cũng hỏi là một lúc chị làm nhiều việc như thế, chị có bận không? Thì dĩ nhiên là có, dĩ nhiên là có. Và nếu mà nói về giao quyền thật giỏi thì Huyền chưa phải là người người có nhiều kinh nghiệm. Tại vì ngày xưa thì mình làm trong nhà nước, xong rồi là bây giờ mình ra ngoài mình làm thì dưới mình cũng có nhân sự thật. Nhưng mà thời điểm đầu mình cũng hay theo cái kiểu là mình sẽ ôm công việc vào người mình ấy. Thì qua thời gian thì Huyền nhận thấy rằng là có những thứ mình phải giao cho người khác, tại vì là mình phải di chuyển nhiều, mình phải gặp đối tác nhiều. Có những thứ phải là mình trực tiếp, còn những thứ gì mình không cần trực tiếp mình hoàn toàn có thể giao quyền cho người khác. Tuy nhiên có một cuốn sách cho Huyền thấy rằng là hoàn toàn bạn có thể nâng cao cái việc giao quyền cao cấp hơn một chút nữa. Đó là trong một cái cuốn sách thì ông ấy có viết rằng là ông ấy thuê trợ lý ảo. Tức là có hai phần, phần cuộc sống và phần công việc. Thì về phần công việc thì ông sẽ thuê trợ lý ảo, và bây giờ có rất nhiều nước trên thế giới cung cấp cái dịch vụ trợ lý ảo. Hay đúng không ạ? Mình cũng không nghĩ là bây giờ thế giới phẳng mọi người đã ứng dụng nó như thế nào. Còn hầu như là mình chỉ là đang trong phạm vi là mình và nhân sự của mình mà mình giao quyền, và dưới Huyền thì cũng có một bạn trợ lý nữa. Đấy, kiểu dưới dạng là văn phòng giấy tờ hành chính thôi. Thì ở đây Huyền muốn nói với các bạn rằng là trên thế giới ấy, người ta đã bắt đầu giao quyền. Người ta giao quyền dưới dạng là người ta thuê một trợ lý ảo, một đây là nên thuê một dạng văn phòng, một nhóm. Tại vì dưới trong cái văn phòng đó thì sẽ có rất nhiều nhiều người ở đó, và bất kỳ bạn giao việc gì thì họ đều có thể xử lý được. Ví dụ như là cùng thuê trợ lý ảo ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, hoặc là nếu để tiết kiệm thì có thể ở Ấn Độ. Ấn Độ là một cái quốc gia mà có rất nhiều người khát khát công việc, và họ họ làm việc vô cùng tận tâm và vô cùng trách nhiệm. Thì về trợ lý ảo đó thì trong cuốn sách đấy ông có nói về việc là ông từ tất cả những cái email trả lời với người khác cho đến là rà soát lên phương án, ví dụ như là ông được phân bài viết về một nhân vật nào đó chẳng hạn mà ông không muốn mất thời gian đi tìm hiểu, thì ông sẽ phân cho nhóm trợ lý này giúp ông tìm hiểu cái đó, và họ hoàn thành rất là xuất sắc. Và hạnh phúc nhất là khi mình ngủ vẫn có người lo những cái việc đấy cho mình. Thì nhiều khi Huyền nghĩ như là ví dụ như Huyền sắp đi giảng bài này, mà nếu như có một ai đó thay Huyền thu thập tài liệu và Huyền chỉ cần kiểm tra lại một chút thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta hãy học cách làm thế nào để san sẻ bớt cái công việc cho người khác, nó cũng là cái bước đầu trong cái quá trình mà mình trở thành một người lãnh đạo. Dĩ nhiên không phải Huyền nói như thế là Huyền đã làm tốt, nhưng mà chúng ta phải có những cái tư duy mới và dần dần chúng ta sẽ thay đổi điều đó. Chào Huệ, chào Huệ. Và ở đây thì như bản thân Huyền cũng thế, đầu mỗi buổi sáng thì Huyền sẽ kiểm tra email, xong đó Huyền sẽ bắt đầu phân công một loạt công việc cho tất cả mọi người, và đầu buổi sáng là đó là cái việc đầu buổi sáng.
Nhưng có một điều chúng ta cần phải cân nhắc khi chúng ta giao quyền lại cho người khác. Thứ nhất là giống như Bill Gates có nói một câu là nếu như mà bạn giao những cái việc gì cần phải giao thì nó rất là tốt. Còn nếu như bạn giao những cái việc mà nó kém hiệu quả thì cuối cùng nó lại hỏng hết cái công việc của bạn. Cho nên bạn phải chọn cái việc thực sự cần thì bạn hãy giao, đúng không? Thứ nhất là mình đang thuê nhân sự mà, mình cũng tốn tiền với nhân sự đó. Thứ hai nữa là nếu như mà bạn mất 15 phút để email qua email lại để giao việc hay nhắn tin ấy, thì mà bạn xử lý công việc đấy trong vòng 5 phút thì tốt nhất bạn nên tự làm cho nó nhanh, đúng không ạ? Và có một cái điều rất là hay là chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta đã giao quyền rồi là chúng ta mặc kệ cho người ta ấy. Thì thực sự là Huyền học được một điều là thực sự là dù là bạn nhân viên trực tiếp của bạn hay là bạn thuê một ai đó làm cho bạn thì tất cả mọi thứ bạn vẫn phải là người hỗ trợ, support người ta thì dần dần công việc mà mới vào guồng được. Thì đối với cái việc bạn thuê trợ lý hay là bạn giao quyền cho bất kỳ ai ấy, việc đầu tiên, thứ nhất là sau khi bạn đã giao xong, thứ nhất là bạn đã chọn những cái việc quan trọng để giao và mỗi lần chỉ giao 1 đến 2 việc thôi. Bạn giao nhiều quá là họ cũng loạn mà hiệu quả công việc nó sẽ không cao. Thứ hai nữa là khi bạn giao xong ấy, bạn phải yêu cầu cái người đó nhắc lại một lần nữa là họ hiểu cái điều mình muốn giao là cái gì. Sau đó thì họ sẽ nói rằng là làm thế nào, họ định làm gì để giải quyết cái việc đó. Ví dụ như là khi mình giao khoảng một việc thôi. Và sau khi giao xong thì mình bảo bây giờ em hãy nhắc lại cho chị nghe xem là em hiểu cái công việc này là như thế nào và em có dự định nào để hoàn thành nó. Tức là họ phải cho mình thấy là họ hiểu cái việc này đã. Sau khi bạn giao xong ấy, thì trong những cái thời điểm đầu mà của cái việc bạn giao việc ấy, thì bạn hãy nói với họ là khoảng tầm nửa ngày hoặc 3 giờ đồng hồ hoặc một ngày thì em hãy phản hồi cho chị biết cái tiến độ công việc nó đến đâu rồi. Tại vì nếu mà bạn giao theo kiểu bạn mặc kệ ấy, thì thường là kết quả nó sẽ không cao đâu. Không phải là nhân sự mình họ kém, có những bạn không phù hợp thật thì mình với bạn họ thì không còn đi với nhau đường dài. Nhưng thật sự nhân sự cũng giống như một người con, người em ấy, mình đều phải đồng hành, đều phải dẫn dắt người ta trước. Mình hỏi người ta hiểu đúng chưa, mình chờ người ta feedback 3 giờ một lần, nửa ngày một lần, một ngày một lần. Thời gian đầu bạn cảm thấy ô tại sao mình thuê người mà, tại sao mình lại phải mất thêm việc. Nhưng mà bạn đang trong quá trình bạn chuyển thành những người có thể thay thế bạn. Và để đến khi bạn có người thay thế bạn để bạn có thể đi chơi, bạn có thể làm những việc khác, thì bạn phải bỏ thời gian dìu dắt người ta trong những cái thời điểm đầu. Thì sau khi mà mình đã cho người ta một cái phản hồi là 3 giờ hoặc nửa ngày hoặc một ngày phản hồi cho mình ấy, thì có một việc nữa, đó là mình cho người ta một cái hạn. Và thường là cái hạn, các bạn nhé, cái hạn của công việc ấy, thì ví dụ như là đúng là khách hàng yêu cầu mình là một tuần nữa phải có, thì mình nên giao cho nhân sự của mình là 6 ngày nữa phải báo cho mình, hoặc là 5 ngày nữa phải báo cho mình. Tại vì khi mà 5 ngày nữa báo cho mình ấy, nếu như công việc có gì không ổn ấy, thì mình sẽ cùng nhân sự review lại và có thể hoàn thiện lại. Thì ngày hôm nay thì Huyền chỉ chia sẻ ngắn gọn thế thôi. Tại vì là mỗi ngày lên công ty Huyền sẽ có 30 phút để Huyền có thể nói chuyện với mọi người. Và ngày hôm nay thì khá là bất ngờ, đúng không? Vì khi Huyền đăng cái live stream này, và Huyền sẽ cố gắng mỗi ngày mình học hỏi một chút, mình sẽ chia sẻ một chút để mình thực hành nó. Thực ra là đối với công việc giao việc thì Huyền cũng phải giao các bạn. Tại vì là công việc mình có khi mình đi gặp khách hàng này, mình ngồi mất một buổi, thì trong một buổi đấy mình đâu có ngồi máy tính để làm được cái gì đâu, đúng không? Và có những thứ mình cũng ôm về mình làm vì mình nghĩ là không có mình ấy thì sẽ không ai làm được cái đó. Thì Huyền nghĩ là chúng ta phải dần thay đổi cái chỗ đó, ở chỗ là chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để chúng ta hướng dẫn lại cho người khác có thể làm việc đấy thay chúng ta. Để những cái gì trực tiếp chúng ta phải có mặt là chúng ta có mặt, chúng ta làm. Còn những cái gì nhân sự ở nhà làm thì nhân sự vẫn làm. Vậy thì đối với một cá nhân không phải là chủ một công ty chẳng hạn thì chúng ta như thế nào? Thì cái việc mà bạn thuê một trợ lý ảo ở Ấn Độ, ở một cái nước nào đó, một cái quốc gia người ta còn nghèo ấy, để người ta từ xa người ta thay bạn ấy, thì đó cũng là một ý kiến hay. Tại vì Huyền thấy rằng là họ cung cấp rất nhiều dịch vụ mà đất nước Việt Nam chúng ta còn chưa nghĩ đến. Ví dụ như là họ cung cấp một cái dịch vụ là khi bố mẹ bạn già,
bạn ở xa bạn không biết chăm sóc bố mẹ bạn như thế nào, từ việc gọi viện dưỡng lão, từ việc đặt vé máy bay, từ việc di chuyển, từ việc đặt vé xem phim, hay là kể cả gia đình bạn đi. Gia đình bạn, bạn sắp sinh nhật con bạn rồi, nói thật với các bạn nhiều lúc công việc bận mà. Sinh nhật là mình phải đặt tiệc ở đâu này, mình phải mời bao nhiêu người này, rồi mình phải mua gì cho con này, tặng quà, con mình nó thích cái đó đúng không? Riêng cái việc lên mạng tìm cái món quà đó bạn cũng phải mất 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Trong đó nếu như ai bận rộn hoặc công việc của các bạn kiếm được kinh tế chẳng hạn, thì 30 phút đấy nó cũng đáng quý. Nhiều khi các bạn có một cái sự kiện gì là coi như cả cái buổi hôm đó là bạn phải chat chít, bạn phải tìm hiểu thông tin, nó rất là mất thời gian. Cho nên là có những nơi họ cung cấp những cái dịch vụ là lo cho bạn từ cái việc là bạn đặt xe buýt, bạn đặt vé máy xem phim tối nay, bạn đặt nhà hàng ở đâu, tức là người ta sẽ thay bạn làm những cái việc đó để bạn tiết kiệm thời gian. Thì đấy là những cái nhỏ vụn vặt trong cuộc sống mà Huyền cũng tự nhủ là tại sao Việt Nam mình không có những người như vậy. Vì như Huyền nói thật với các bạn, nhiều khi nhá, mà lên mạng, Huyền là một người rất là kém với công nghệ, nếu mà nhiều khi lên mạng mà vào những cái trang mà xong phải đăng nhập rất nhiều thứ để mà mua ấy, thì Huyền không thể biết làm. Kể cả, nói thật, kể cả Shopee hay là Lazada, bây giờ mua trên Shopee như nào Huyền không biết đâu. Thật sự Huyền chỉ mua được mỗi Tiki, tại vì nó rất là đơn giản, rất là dễ để sử dụng. Thì mọi người có thể thấy rằng là không ai giỏi tất cả mọi thứ cả. Và khi xã hội có cái gì mà có những cái vấn đề đó còn tồn tại, thì hoàn toàn đó là những dịch vụ mà chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp. Dĩ nhiên ở đây một vài gợi ý cho những ai đang xem live stream này là nếu như mà chúng ta chưa có cái dịch vụ kiểu chăm sóc gia đình như thế, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái dịch vụ này ở Việt Nam nhé. Ngoài ra thì tại vì đâu phải ai đâu, ông bà già đâu biết cách đặt tất cả những cái dịch vụ trên mạng đâu, đúng không ạ? Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sử dụng một cái trợ lý thực tế hoặc là ở từ xa để người ta lo những công việc cho mình, với ba cái cách mà mình thúc đẩy người ta ban đầu như thế, và dần dần bạn sẽ được giải phóng. Huyền nghĩ rằng là mục tiêu của tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đó là tìm đến cái sự tự do về tài chính, tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do về các mối quan hệ, làm sao có những mối quan hệ chất lượng mà mình không bị bó buộc vào những quan hệ mà mình không muốn. Có những người mình phải gặp mà mình ép buộc mình cũng không vui, đúng không? Đó. Và bây giờ thì Huyền đã đến công ty rồi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Huyền thử nghiệm cái thử thách này của bản thân, và hy vọng là ngày mai lại có thể được gặp các bạn và chia sẻ những điều vui vẻ với các bạn. Chào Danh Huy, chắc là một đồng nghiệp cũ của Huyền. Chào Hoàng Liên, sắp về Vinh rồi, sắp đến Tết rồi, sắp được về nhà với bố mẹ rồi, rất là vui. Chào mọi người nha. Huyền phải đánh xe vào hầm để gửi, để chuẩn bị một cuộc họp của sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.